Xin chào cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Cuối tuần rồi, thường chúng ta sẽ cho các bé đi chơi, hoặc là trong những lúc rảnh rỗi, ba mẹ có thể đọc truyện cho bé nhà mình nghe đó. Bé nhà các ba mẹ có thích ba mẹ đọc truyện không? Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thể kể cho con một câu chuyện được không? À, mọi người ơi, em có một quyển sách này nè, mọi người có thể tham khảo mua cho bé nhà mình. 10 phút dạy trẻ mỗi ngày. Đây, quyển sách này em cảm thấy nó rất là hay. Những câu chuyện á, mang những cái hình ảnh rất là sinh động luôn. Mọi người có thể tham khảo nha. À, hôm nay mẹ sẽ đọc cho con chuyện đầu tiên nha. Đàn kiến chăm chỉ. Một cơn gió thu thổi qua, những giọt mưa thu hối hả rơi xuống. Cùng với những giọt mưa mùa thu này, lá cây màu xanh, cỏ màu xanh đều trở nên vàng óng. Mặt trời ló ra khỏi đám mây, anh em nhà kiến trở nên bận rộn. Chúng bò đến gốc cây, cắn nhỏ những quả rơi ở gốc cây ra thành nhiều miếng nhỏ, sau đó xếp cẩn thận để hong khô. Lúc này hoa quả cũng đã chín vàng. Đấy, con nhìn nè. Đó, thấy chưa? Thật là nhiều thức ăn. Chỉ cần thu hoạch và mang về nhà là có thể ăn bất cứ lúc nào. Anh em nhà kiến bận rộn hong khô thức ăn và mang thức ăn về nhà. Kiến giỏi con nhỉ? Dạ. Ồ, kho để lương thực của kiến thật là to. Bao nhiêu đồ ăn ngon đều được cất ở trong này. Nhưng anh em kiến vẫn đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn, để kho lương thực càng nhiều hơn nữa. Wow, ngăn là mấy ngăn con? Dạ, là 4 ngăn. À, 4 ngăn luôn, nhiều quá. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của anh em nhà kiến. Quần áo cũng đẫm mồ hôi, nhưng chúng vẫn không nghỉ ngơi. Chú ve sầu mãi chơi cả mùa hè, nhìn thấy đàn kiến bận rộn, tới tấp liền nói với chúng. Đúng là ngốc nghếch, tự chuốc khổ vào thân. Xem tôi đây này, các bạn lúc nào mới có thể nhàn nhã, thông dong như tôi nhỉ? Mùa hè tôi ca hát, mùa thu tôi cũng ca hát. Nói xong, ve sầu bay đến cạnh đàn kiến trình diễn điệu múa rất đẹp. Anh em nhà kiến chẳng để ý đến nó, chúng vẫn tiếp tục làm việc. Rồi mùa đông đến, thời tiết thật lạnh, cây lá đều đóng băng, mặt đất cũng bị đóng băng. Tất cả mọi vật đều tràn ngập màu trắng lạnh lẽo. Hôm đó, mặt trời mùa đông ló ra khỏi đám mây. Mặt trời ngộ nghĩnh nha. Ánh nắng vàng nhạt chiếu khắp mặt đất. Anh em nhà kiến nhân cơ hội này mang lương thực bị ẩm ra khỏi tổ để hong khô. Lúc đó, ve sầu bay qua. Nó không còn dáng vẻ oai phong của mùa thu nữa. Đôi cánh nó mềm ra, chân cũng không còn chút sức lực nào. Hóa ra nhiều ngày nay nó chẳng có cái gì để ăn. Nó thều thào nói với anh em nhà kiến. Anh em tốt ơi, cho tôi chút gì ăn với. Nếu không tôi sẽ không sống qua mùa đông này mất, cũng không thể đón mùa xuân đến mất. Anh em nhà kiến nói với nó. Tại sao mùa hè anh không dự trữ thức ăn chứ? Ve sầu đáp. Lúc đó tôi đang hát những bài hát thật hay mà. Vậy tại sao anh không dự trữ thức ăn vào mùa thu? Vì lúc đó tôi chỉ để ý cười nhạo các bạn thôi. Anh em nhà kiến cười nói. Nếu mùa hè anh chỉ biết ca hát, mùa thu chỉ biết cười nhạo chúng tôi, thì mùa đông chỉ có thể đói rét run người mà thôi. Con có nghĩ là cuối câu chuyện này thì sẽ như thế nào không? Kiến sẽ đối xử với ve sầu như thế nào không? Không hả? Kiến có thể sao? Mời ve sầu vào ăn cùng với mình, đúng không? Tại vì kiến dự trữ rất là nhiều thức ăn, kiến có thể mời ve sầu đến ăn cùng với mình nè. Rồi sao nữa?
và dạy cho ve sầu một bài học là đến mùa xuân, đến mùa hè, đến mùa thu là phải dự trữ thức ăn thì mùa đông mới không bị đói rét, đúng không nào? Vậy thì qua câu chuyện này sẽ nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta một bài học gì? Con cũng không biết. Thế có cần làm việc không? Hay là suốt ngày chơi đùa hát ca thôi? Dạ, cần làm việc. Ừ, con thấy ve sầu cả ngày hát ca không làm việc như vậy là đúng hay sai? Dạ, sai. À, đó. Vậy bạn Kiến có đáng khen không? Dạ, có. Vì sao Kiến đáng khen? Tại vì bạn Kiến chăm chỉ. Ừ, chăm chỉ làm việc đúng không nào? Dạ. Tại sao vào mùa đông ve sầu lại có bộ dạng thảm hại như vậy? Là do ve sầu không có thức ăn. Ừ. Mà vì sao lại không có thức ăn? Tại vì chưa dự trữ thức ăn. Ừ. Vì sao lại không dự trữ thức ăn? Tại vì lười biếng. Tại vì mê hát. Vậy thì ngày mai mẹ sẽ tiếp tục kể cho con câu chuyện khác nha. Hôm nay chúng ta sẽ kể một câu chuyện thôi. Các ba mẹ ơi, quyển sách này nó không chỉ hay bởi những câu chuyện, bởi những hình ảnh, mà những ngôn ngữ cũng rất là sinh động và dễ thương. Và phần cuối của sách lại có cái phần gợi ý. Đây, gợi ý giúp cho bé lắng nghe câu chuyện hơn, giúp cho bé tập trung vào câu chuyện hơn. Đó là những câu hỏi để giúp bé hiểu ra là cần phải làm gì, ai là người tốt, ai là người chưa tốt và cần phải sửa chữa như thế nào. Thật là thú vị và bổ ích đúng không cả nhà? Hy vọng là mọi người cũng thấy quyển sách này hữu ích. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích, hãy like và subscribe, ấn vào quả chuông đăng ký để sớm nhận những video hay và hữu ích nha. Chào và hẹn gặp lại.